Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch đậu. Mời cả nhà cùng đi thu hoạch đậu với mình nha. Đây là con gái Anna cũng đi thu hoạch với mình nữa. Anna hello. Good girl. Let's go. Nhìn nè cả nhà. Năm nay mình bội thu đậu luôn. Đậu thì mình thu hoạch rất là đơn giản, mình chỉ hái ở cái phần ở trên này nè cả nhà. Phần này mình chỉ lặt như thế này là được rồi. Wow, rất là nhiều đậu luôn ha. Lặt như thế này. Đậu cô ve. Một bụi này là đủ ăn rồi. Thấy ham ha. Wow, đậu non ơi là non luôn. Rồi thấy ham. Rất là nhiều luôn cả nhà. Và đậu này đặc biệt là trồng rất là đơn giản luôn. Mình chỉ cần bỏ cái hạt xuống đất là cây lên tươi tốt luôn. Rất là nhiều luôn ha, thấy ham thì chứ. Wow, ở đây nữa nè. Trời ơi, nguyên một chùm luôn. Đây. Thích hen cả nhà. Đậu này là bây giờ mình hái là vừa ăn luôn nè. Chứ để vài ngày nữa là đậu sẽ già, ăn không ngon. Như vậy là ăn rất là ngọt, ngon luôn. Thấy ham hen. Năm nào mình cũng bội thu đậu. Rất là nhiều luôn. Đây, đây là con gái cũng giúp mẹ thu hoạch đậu. Wow. It's a lot there, no? You eat too? Good. Clear it? No. It's squeak? So like cucumber. Em vừa hái đậu vừa ăn luôn. Ăn mà em còn nói là giống như là dưa leo nữa cả nhà. Chút nữa mình sẽ ăn thử coi. Bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục thu hoạch. Cả nhà thấy không? Quá trời quá đất trái luôn ha. Nhìn thấy mê ha. Bên đây thì đây là đậu màu vàng nha cả nhà. Nhìn ngon ha. Rất là nhiều luôn. Hái nguyên một bụi như thế này ăn cũng ngon nữa. Tiếp theo đây là kế bên đây nữa nè cả nhà. Wow. Thấy ham thiệt chứ. Rất là nhiều luôn. Hôm nay thu hoạch đã tay luôn cả nhà ơi. Tiếp tục thu hoạch đây cả nhà. Năm nay thì đậu màu vàng ít hơn đậu màu xanh. Cây nó không phát triển nhiều bằng mấy năm trước. Thật ra đậu này năm nào mình cũng trồng hết á. Nên nhà mình thích đậu màu vàng hơn. Nhưng mà đậu màu xanh thì năm nay phát triển nhiều hơn nè. Trái xum xê hơn đậu màu vàng. Can I give all this to my nails? Đậu màu vàng này cả nhà. Nhìn non ha. Hiện tại thì đậu cô ve màu vàng vẫn còn nhỏ. Mấy cái trái này nhỏ nhỏ đang ra nè, chưa thu hoạch được. Mình chỉ hái một số nào mà đã sẵn sàng để thu hoạch thì mình sẽ hái thôi. Còn đậu cô ve màu xanh nè, cả nhà nhìn nè, thấy ham không? Quá trời quá đất trái luôn.
trồng một bụi như thế này là vài cây á cả nhà, mà một bụi như thế này là ăn thoải mái luôn. Wow, thấy ham thiệt chứ. Hôm nay là bội thu luôn. Thu hoạch thấy ham ha. Thích nhất là những lúc được đi thu hoạch. Thật là mê. Đây, đã chưa? Đây nữa nè cả nhà. Thấy ham không? Có bác nào mà trồng đậu que mà tươi đạt nhiều trái như vậy không? Wow, rất là thích luôn ha. Đậu que này mình cũng có thể xào cả nhà. Xào với lại hủ cũng rất là ngon luôn. Rồi mình xào hành tỏi cũng ngon. Rồi với lại ở đây thì tụi mình ăn là hay luộc, luộc mềm lên rồi mình ăn với lại khoai tây nghiền. Thấy ham chưa cả nhà? Cực là cực cái lúc mình trồng thôi, còn bây giờ là lúc thu hoạch rồi, rất là thích. Đây, hái chỉ tí xíu là đầy nắm tay luôn. Bởi vậy thu hoạch được cái lúc mà thu hoạch rất là vui luôn. Mà mình trồng đậu này á, cũng không cần phải là bón phân thật nhiều cho cây đậu nữa. Đậu này rất là dễ trồng, không cũng không cần phân nhiều, nhưng mà rất cần là mình phải tưới nước đầy đủ nha. Không tưới nước đầy đủ là cây cũng không có phát triển nhiều nữa. Đã chưa cả nhà? Có bác nào mà trồng đậu mà năm nay bội thu như mình không? Mình quay qua đây hái một ít đậu màu vàng, tại vì con gái mình rất thích đậu màu vàng luôn. Mà hiện tại thì đậu màu vàng nó là chưa sẵn sàng để thu hoạch, nên mình thu hoạch rất là non luôn nè. Con gái thích nên mình cũng ráng thu hoạch. Mỗi loại đậu thì đậu màu vàng và đậu màu xanh nó sẽ là mình ăn thì mình cảm nhận cái vị của nó khác nhau. Thành ra thì tùy cả nhà thích ăn loại nào thì trồng loại đó ha. Nhà mình thì đặc biệt là có bà ngoại chồng, bà cũng rất thích ăn đậu màu vàng này luôn. Đây, tiếp tục có mấy cây mà đậu màu vàng nè cả nhà. Hái hết luôn. Đây cả nhà ơi, mình hái được một rổ luôn rồi nè. Đã chưa? Bây giờ mình sẽ thử coi là đậu nào ngon nha. Ngồi ngoài nắng luôn nè. Mình thử cây là ăn sống có ngon không nha cả nhà. Mời cả nhà nhé. Ăn sống thì nó ngọt, giòn, có mùi thơm của đậu. Nói chung là ăn sống rất ngon cả nhà. Hèn chi nhiều lúc mình coi video của mấy bạn Thái Lan đồ á, là người ta ăn đậu như thế này, ăn sống. Mình nghĩ là không biết ăn có ngon không, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên mình thử nè, mình thấy rất là ngon luôn. Ngọt giòn, thơm. Và đặc biệt là mình mới hái ở trong vườn, ở vườn á thì rất là ngon luôn. Tươi rối à. Và tuyệt vời. Còn bên đây thì mình sẽ thử đậu màu vàng ha.
mình ăn cái đậu này á thì đậu màu vàng có cái vị lạc hơn, nhưng mà mình thích đậu màu xanh hơn nha, đậu màu xanh ngọt hơn. Ngon cả nhà. Hôm nào cả nhà mình thử nha. Ngồi để ăn bị ghiền. Hàng chi con gái mình nói ăn giống như là ăn dưa leo, mà thật ăn y như ăn dưa leo luôn cả nhà. Ngon ơi là ngon. Ăn mà không ngừng luôn nè. Ăn đậu giải khát. Thôi thì mình đi vào nhà để chuẩn bị nấu cơm. Nếu cả nhà thích kênh của mình thì hãy vui lòng bấm like và subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.